con trai huyền thoại Lee Labrada trở thành quán quân Cup Tampa Pro. Hunter Labrada, chàng trai thân thiết trong phòng tập với CEO Di Nguyễn, là cái tên được nhắc nhiều nhất trong tuần qua. Khi anh là quán quân của Cup Tampa Pro và là chủ nhân của tấm vé Mr. Olympia danh giá năm 2020. Nhưng ít ai biết được thân thế khủng của chàng trai sinh năm 1992 này. Với ngôi vị quán quân của Cup Tampa Pro, thì Hunter đã có chiếc vé vàng danh giá của Mr. Olympia năm nay, điều mà anh đã hứa trước đó với cộng đồng người hâm mộ cũng như thực hiện sứ mệnh của đời mình. Hunter sinh năm 1992 tại Mỹ, con trai của huyền thoại thể hình thế giới Lee Labrada, không còn quá xa lạ với cộng đồng người hâm mộ thể hình thế giới và Việt Nam. Bố anh hiện đang sở hữu công ty sản xuất Labrada Nutrition, một trong những công ty về dinh dưỡng với thị phần hàng đầu tại Mỹ. Ở thị trường Việt Nam, mọi người vẫn thường thấy các sản phẩm của huyền thoại này như Lean Body, Muscle Mart được phân phối bởi công ty BBT. Năm 2014, Lee Labrada tiếp cận thị trường Việt Nam với những sản phẩm đầu tiên như Lean Body, Muscle Mart và tìm nhà phát triển sản phẩm mới tại thị trường Đông Nam Á này. BBT, công ty đã đạt được thương vụ, trở thành nhà sở hữu và phát triển thương hiệu Labrada Việt Nam, trở thành nhà phân phối chính thức độc quyền tại Việt Nam. Ngoài hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nhân, Duy Nguyễn có mối thâm giao rất thân thiết với gia đình Lee Labrada và Hunter cũng vậy. Ở đây, những con người dành cả đời tâm huyết với gym. Ngoài những chuyến thăm và ký hợp đồng tại Việt Nam của Labrada, thì BBT cũng có những chuyến thăm dài hạn tại Mỹ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, CEO BBT luôn dành một khoảng thời gian của mình cho gym và Hunter Labrada cũng thế. Anh đang là chiến binh tiến tới sàn đấu danh giá thế giới, Mr. Olympia. Chính vì vậy, anh luôn dành phần lớn thời gian của mình ở phòng tập. Anh có khoảng thời gian dài tập luyện cùng Duy Nguyễn trong chuyến thăm của giám đốc BBT tại đây. Ngoài các chuyến thăm đặc biệt Việt Mỹ, hai gia đình luôn dành thời gian hỏi thăm, quan tâm cũng như dành những lời chúc tốt đẹp tới nhau. Bởi ngoài là những nhà kinh doanh thì họ còn là những con người đam mê gym nồng nàn, có chung niềm đam mê, họ trở nên gắn kết với nhau nhiều hơn. Mặc dù khác nhau ngôn ngữ, khác biệt nền văn hóa hay màu da, nhưng gym giúp họ đứng cạnh nhau, làm việc, tập luyện ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Hunter Labrada hiện đang nắm chắc chiếc vé đến với sàn đấu danh giá Mr. Olympia 2020. Nếu anh thành công, thì có thể nói anh chính là thế hệ F2 vàng của bodybuilder thế giới. Và ngoài anh, chúng tôi cũng vậy, những người yêu thể hình chân chính luôn mong mỏi điều đó. Chúc anh tiếp tục chinh phục danh hiệu cao quý nhất của một bodybuilder. BBT, công ty phát triển Labrada Việt Nam cũng rất vui khi Labrada đạt được những thành công trên con đường chinh phục những danh hiệu của mình. Nhớ truy cập website thol.com.vn để sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.